Tại sao chúng ta bỏ đói? Mọi người nhìn đây nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu là hơi bất vì là không có ai mà đúng cân lượng ngay tôi là nếu mà kỳ này mà tôi không có cái vấn đề mà của cái bỏ đói cơ thể thì tôi cũng chưa chắc tôi chữa khỏi được. Tôi phải giảm cân xuống. Và chỉ có giảm cân thì mới cứu được ta. Và chúng ta có một cái phương pháp giảm cân rất là hay. Đó là bỏ đói cơ thể mà mấy ngày nay mọi người học hết rồi. Đấy. Làm luôn rồi. Áp dụng luôn rồi. Rồi làm được bao nhiêu ngày? 12 ngày. Giảm được bao nhiêu ký? 3 ký. Em 3 ký. Rồi em bao nhiêu ký? Thưa thầy là không có cân đông mà mình thấy mình rất là nhẹ nhàng, mình không bận trực, cái áo hồi của con gái một đường. À, tốt quá. Nó kéo dài hồi chưa là cách đây chừng mấy tháng là sốc vô là coi như tới cái tay là buông ra. Hôm nay bận dài luôn tới đây này. Hay quá. Nhưng mà thấy người nhẹ nhàng. Không có vấn đề gì hết. Ừ. Mà bây giờ không có chán quá, không run rẩy nữa mà tôi tỉnh bơ nhà tới 12 giờ còn dù khi còn uống nước ớt là không muốn ăn nữa. Chị là người chấp hành nghiêm túc. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình bị tiểu đường rồi mình bỏ đói buổi sáng thì đường mình lên, cơ thể mình choáng váng, không bao giờ có chuyện đó. Đó, chị là người chứng kiến cái điều đó. Cũng sợ lắm này. Lần trước khi cũng vô đây mình học này là chừng tới giờ không đi kiếm đồ ăn rồi. Tại vì không biết là nó luôn về nó muốn xỉu mồ hôi, lúc đó là kêu là nhà có cái gì là la hết, chửi hết, kêu là xếp re hết. Mà bây giờ thấy êm mà. Quá tốt. Dạ. Nè, rồi chỉ có theo dõi đường huyết trong vòng thời gian không chưa? Dạ thưa thầy có. Sáng nào cũng chích cũng. Rồi thấy đường huyết bây giờ ổn chưa? Dạ thấy là thấy tốt và không nghĩa là nó đấy. Không có làm cho mình ổn định. Hiểu không? Ổn định. Cho nên nó là mọi người đừng có ngại. Bây giờ không sợ gì đâu. Không sợ. Ăn, bây giờ tôi cũng có thể tôi ăn được một ly chè nữa thôi. Ừ. Chứ mọi lần sợ lắm vậy. Không nhớ mà. Tại vì mình không ăn á, là chỉ trong khoảng 8 giờ tối tới 12 giờ trưa thôi. Dạ đúng rồi. Còn ở sau đó, mình cũng quay thưởng thức một chút chứ. Dạ. Đúng không? Nó đâu phải mình có lúc nào mình cũng là như nhà tu vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng của người mà bỏ đói buổi sáng á, mà chị thì chỉ nói, tôi nói lên thêm cho mọi người nghe. Ở với những người tiểu đường á, là gì? Không bao giờ cấm được người ta là đừng dùng đường. Bởi vì người mà bị tiểu đường là người thiếu đường. Và người đó là luôn luôn cần đường. Bác sĩ cấm là kệ ông. Còn tôi ăn là kệ cha tôi. Chừng nào chết không biết. Nhưng mà cái đó là mình không thể kiềm chế được. Nhưng khi mọi người đã học cái phương pháp bỏ đói này rồi thì mọi người sẽ thấy một điều nè. Ta ăn chén chè rất ngon. Nhưng mà chúng ta không phải là người thèm đường. Hai cái đó khác nhau nha. Chúng ta không phải là người thèm đường, không phải là người háo đường mà phải đi tìm đường ăn. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thì cái điều này là cái điều tuyệt vời nhất của cái phương pháp bỏ đói buổi sáng. Cảm ơn chị, xin mọi người cho rằng chúng ta cảm ơn. Rồi còn chị này xin mời nhé. Thầy hỏi thầy bỏ đói cơ thể như vậy, ngày xưa tôi bị loét bao tử. Ừ. Bây giờ tôi bị đau bao tử thầy. Ừ. Nếu mà uống chili nước ớt nó có ảnh hưởng gì tới bao tử không thầy? Rồi cô này trả lời hay. Nghe cô này trả lời. Bao tử là 40 năm rồi. Rồi. Mới đi làm hồi trước đó. Rồi coi như sáng không ăn gì về rồi cái đến 12 giờ trưa thì bị cả trúng cảm thì cái ông trưởng phòng ông cho viên thuốc aspirin. Ừ. Uống vô cái máu luôn. Nó dạ. Rồi 40 năm rồi. Mà hôm rồi đây, dạ, cũng là trong 12 ngày này đó, 12 ngày thần thánh này đây. Tôi cũng hồi hộp lắm ạ. Cái sáng ra thì cô chỉ dặn là uống sau ăn một tiếng. Ừ. Thì tôi cũng liều mạng sáng ra thì thấy lúc bao tuổi mình nó có những cái dấu hiệu nó muốn kêu là nó muốn chết rồi đó. Là cái tôi lấy một muỗng cái tôi quậy với một ly nước. Uống nhấp từ từ vô tự nhiên thấy nó êm lại hết à. Và cái gì? Chị Ly hả? Dạ, em lại hết á thầy. Nghĩa là bao tử luôn á. Dạ, mà 40 năm bao tử là loét tá tràng hả thầy. Hồi đó giờ thấy mà không bao giờ dám để đói nó. Đi đâu cách xa, đi đâu cũng phải có một miếng gì đồ ăn ở trong đây. Chứ không có là nó bóp lên nó đau là tôi đã mấy lần tối trăng. Kêu là để gì chút lại rồi hả thầy. Mà có 12 ngày nay là coi như tất cả những cái đó là nó êm hết. Ngày qua. Rồi, ok.
thế gì cũng thế... như là xin cảm ơn thầy là, rồi. Là cái phương pháp này làm như là tái tạo lại đời tôi một lần chính xác dạ. Đó là nó làm cho mình thành những con người khác dạ. Thì cái vấn đề là tôi muốn nói như này, cái chia ly á, ai thấy nước ớt cũng sợ, nhưng thiệt ra cái nước ớt á mình xay ra rồi mình bỏ vô mình ngâm, rồi mình sau 15 ngày mình bỏ hết xác, bỏ hết hạt luôn, chỉ có nước ngâm của nước ớt thôi. Nhưng mà cái kỳ diệu của nó là gì? Cái nước đó nó lành cái vết lép này vậy. Mấy ngày đây là mới uống nước đây thôi, chưa có làm xong nước ớt kia của mình. Ừ. Dạ, mới uống mấy chai đây thôi. Người mà nói ổn rồi. Đấy. Nhưng mà thầy uống chừng 2 ngày thầy bà tự nhiên nghe cái bao tử làm nó rang. Nhưng mà mình cũng vẫn uống phải nha, phải không thầy? Chị uống dưới da ua cho tôi. Uống dưới da ua? À, chị lấy da ua, chị trộn vô chị ăn. Tại vì giống như miền của mình á, mà ớt á, mà nóng mình chịu nổi đó. Nhưng mà khi mình trộn vô, ăn vô mình thấy nó hơi ấm ấm, nóng thôi. Nhưng mà thầy tôi uống khỏi da ua được. Khỏi có da ua. Nhưng mà chị nên dùng da ua. Nhưng mà chị... chị nghe lời tôi dạ. Chị làm vậy là chị tự động chị làm, chị phải nghe lời tôi dạ. Tại vì trong cái miệng chị không có vết lép, cho nên chị không có bị cái đó. Chứ thiếu gì chị bị có vết lép thì thử coi, chị có nước ớt vô chị sót liền không chịu nổi. Nhưng mà nếu như mà chị có da ua hôm đó thì nó không làm cái cảm giác sót nữa, mà lần lần nó sẽ lành lại cái dạ dày chị. Chị đừng có cãi, chị phải dùng cho đúng cái đó. Nguyên một luôn hả thầy? Đương nhiên dạ. Rồi sao? Con mới hôm nay không biết là uống nước ớt như thế nào. À, rồi được rồi, thôi cái đó từ từ. Rồi, ai đã dùng cái phương pháp nhịn đói giờ rồi nữa? Có em. À, xin mời. Em uống như thế được 5 ngày. À, mới 5 ngày. Lên bao tử nhiễm vi khuẩn HB luôn. Ừ. Nhưng mà ăn cơm xong là uống một thìa cà phê. Ừ. Giờ hết đau bao tử luôn. Cơ bản là phải trường ra nó nóng thì nó mới đúng rồi, ớt không khí đúng rồi, công tác được 3 cái đấy thì là hết đau bao tử luôn. Đúng rồi, quen không? Bây giờ thử HP dễ lắm quý vị, không có giống như hồi xưa là phải thọc ra vô rồi lấy nước rồi mình làm thử, bây giờ ta thổi là biết rồi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.